Ok và xin chào anh em đã quay trở lại với channel Dạ. Yeah. Hôm nay à, tôi sẽ nói về à, Pokemon giá trị của nó từ Pokemon có giá trị từ à, 1 triệu cho tới Pokemon có giá trị 10 triệu nha các bạn À thì à, hôm nay là mình sẽ nói về cái giá trị của Pokemon Cái giá trị này là không phải do ai thẩm định hết mà do bản thân tôi thẩm định thôi Cho nên là các bạn đừng có suy nghĩ nhiều ha rồi, đầu tiên thì uh, tôi sẽ bắt đầu từ uh, Pokemon có giá trị uh, là 1 triệu trước nha các bạn Rồi, Pokemon đầu tiên có giá trị là 1 triệu Đó là Pokemon uh, đó là Pokemon Clefable Đây, đây con Clefable Con Clefable này có giá trị là 1 triệu nha các bạn giá trị này là nó nằm ở cái trong cái khoảng mà các bạn có thể mua được ấy. đó thì tại sao con con cleverball này có giá trị 1 triệu ở trong cái cái top PVP thì uh, tại vì thứ nhất ấy là con cleverball này nó là hệ tiên và nó là đơn hệ nha các bạn, nó là đơn hệ tiên. cái đặc tính mà được nhiều người sử dụng ở trong PVP là đặc tính ở bi magic qua, cái đặc tính này cho phép là nó miễn nhiễm với tất cả các 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 hiệu ứng kể cả hiệu ứng độc À, cho nên thường là các bạn thấy là con clofable này nó đeo theo cái toxic up á, để cho nó tự nó bị độc thì nó sẽ miễn nhiễm hết với ta, mấy cái hiệu ứng khác. Nhưng mà con clofable này nó vẫn bị một cái hiệu ứng đó là hiệu ứng hiệu ứng gọi là hiệu ứng tê liệt các bạn. Hiệu ứng đó là những cái con thường những cái con điện nó hay sử dụng mấy các bạn. Thì để để tránh được cái đó thì người ta sử dụng cái toxic up ha. Thì đi với cái LB này thì nó sẽ miễn nhiễm được hiệu ứng. Với một cái lượng defending phòng thủ và cái SP defending thì cái con Clefable này nó không lên Dam nha các bạn Con Clefable này nó không lên Dam nó chỉ lên phòng thủ thôi à, Máu của nó nếu mà để tăng lên thì nếu mà chắc là full tầm nó sẽ khoảng nằm ở mức 400 ha Với cái lượng máu đó và cái lượng phòng thủ thì cái con Clefable này sẽ học những cái chiêu thức như sau À, những cái chiêu thức này là những cái chiêu thức thông dụng mà khi mà các bạn bvb đầu tiên đó là Moonflash ha, -Mai, Physis Physics và Flamflower. Nếu mà nó có nó có hidden power thì xài, còn nếu mà không có hidden power thì có thể là không xài. Nhưng mà những cái chiêu thức này vẫn chưa ổn định cho lắm. Những cái chiêu thức mà mình thấy nhiều người xài nhất á, chắc là Moonflash, kemai Wish ha, Whisk và chiêu hồi máu. À, chiêu hồi máu nó lại hoặc là chiêu uh, paradis ấy. tức là cái chiêu mà làm cho pokemon nó bị tê liệt ấy các bạn thì mình sẽ thấy uh, nhiều bạn sử dụng hơn ha đó thì uh, tùy theo các bạn uh, tùy theo các bạn uh, đánh như thế nào cho nên các bạn sẽ sử dụng những cái con Clefable đó. phù hợp ha rồi uh, chúng ta đi qua con một triệu ha con uh, tiếp theo là con 2 triệu uh, con ở mức 2 triệu đó là toky kit nha các bạn là một là pokemon ở mức 2 triệu tại sao cái con Togekiss này được rất là nhiều người sử dụng ở mức mọi người đánh giá ở mức 2 triệu mình cũng đánh giá nó ở mức 2 triệu là tại vì á là đầu tiên nó là Togekiss nó có một cái đặc tính rất là đặc biệt của con này đó là ở bi session ray thì cái ở bi này có tác dụng là nó sẽ làm tăng thêm 30 phần trăm cái khả năng mà làm đối thủ nao núng tức là các bạn sẽ có 60 phần trăm làm đối thủ nao núng với chiêu e ha thường thì dù các bạn đánh thì hình hầu như nha nếu mà như là các bạn hơn đấy trong một cái trận đánh của con tokyt mà các bạn được đánh trước có thể là các bạn sử dụng tóc hoặc là các bạn sử dụng chơi chơi strap chẳng hạn thì các bạn ưu tiên đánh trước à, thì chữ slet nó sẽ làm đối thủ không đánh được luôn các bạn đối thủ rất là ức chế và không đánh được luôn bạn rút máu đối thủ cho tới khi nào đối thủ chết thì thôi ha, và thủ không làm gì được bạn hết à, nếu như mà đối thủ không có những cái đối thủ không có những cái phản đam phép Chẳng hạn à, Thì phản đâm phép thì chắc không có rồi <laughs> Hay là thủ có những cái như là Mắc ma chẳng hạn hay là uh, Bị đánh bị tê liệt Hoặc là có thể đánh bị 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 Thiêu đốt chẳng hạn Thì các bạn mới sợ thôi chứ thực sự là Ý mà cái con này chơi phép cũng chả sợ luôn các bạn Chịu ECD rất là mạnh Cho nên là cái con này đặt ở mức uh, Nằm ở mức 2 triệu nha các bạn Con này nằm ở mức 2 triệu Rất là đẹp luôn Chúng ta sẽ đi tới con Pokemon có mức giá là 3 triệu À, con Pokemon có mức giá 3 triệu của chúng ta bây giờ là con gì đây? Con Skizzer Rồi, Skizzer tại sao lại có mức giá 3 triệu? Thứ nhất, á, con Skizzer nó có song hệ là sao bọ và thép Thì cái chiêu, cái con thép này nè, nó có thể Cái chiêu thép này nè, nó có những cái chiêu ưu tiên như là Bullet Pool ha, nó sẽ ưu tiên đánh đánh trước đấy các bạn những à, có những cái chiêu ưu tiên Cái thứ hai nữa là cái chiêu hệ thép có thể khắc chế được hệ tiên Giống như những con như Clefable nó sẽ sợ à, Những cái con toolkit nó sẽ sợ Thì uh, nó nằm trong top những cái con mà khắc chế những cái con mà được sử dụng nhiều với các bạn Thì nó sẽ xài cái con này ha Thì uh, con Skeezer này có cái lượng đam cũng khá là cao Nếu mà đạt uh, mức tối đa mình nghĩ là chắc khoảng tầm 400 mấy á 400 mấy thôi ha Nhưng mà vậy là rất là cao rồi Thì uh, con Skeezer này các bạn sẽ đi theo đam Theo Nature là Adamant Sẽ tăng đam và không cần thiết phải tăng tốc độ đâu các bạn. Tại vì sao? Tại vì các bạn có siêu bullet pool rồi, nó đã hỗ trợ cho các bạn phần ưu tiên đến trước rồi. Thì uh, cái bộ chiêu mà cái con này sử dụng mình nghĩ là theo bạn này là hợp lý này. Đầu tiên là super den, root là chắc chắn là phải có rồi dùng để hồi máu à, pull, pull là cái chiêu mà được ưu tiên đánh trước con này là hệ thép cho nên đánh chiêu hệ thép nó sẽ được nhân thêm đam ha super power là một cái chiêu hệ hệ hình như là hệ đấu sĩ nhưng mà mình nghĩ là không nên chơi chiêu super power mà cái con này chơi pop pum hoặc là những cái chiêu nào liên quan tới hệ bọ lại là hay ho ha đấy thì uh, skizer cũng là một một trong những cái con được sử dụng rất là nhiều ha được sử dụng rất là nhiều và mọi người và cả mình đánh giá nó cái giá trị của nó là 3 triệu pokedola cho một cái con này ha Bây giờ chúng ta sẽ đi tới con có giá trị là 4 triệu ha. Pokemon có giá trị là 4 triệu la cho một uh, một con thì uh, rồi, con này đó là Azumarill. Azumarill tại sao được đánh giá với giá 4 triệu? Thứ nhất Azumarill uh, là một Pokemon song hệ nước và tiên ha, song hệ nước và tiên thì uh, hệ nước là được rất là nhiều người bạn sử dụng và hệ tiên là nó cũng giống như là những cái con như là Togekiss hoặc là tôi kit hoặc là cleverball vậy đó thì các bạn có thể xài những được những cái chiêu hệ tiên đúng khá là hay thì à, con này song hệ nước và tiên một cái đặc tính ability mà mình nghĩ rất là nhiều bạn rất là thích đó là hên power nó sẽ ít hai đam khi mà các bạn sử dụng những cái chiêu cùng hệ ha à, nó sẽ nhân nhân đam nó sẽ tăng đam lên à, khi mà các bạn xài chiêu cùng hệ thì cái chiêu mà nó được xài nhiều nhất là chiêu aqua z tại sao xài aqua z tại vì nó được ưu tiên các bạn aqua z được ưu tiên ha à, à. thì cái con này á À, hồi đầu tiên mình chơi á mình mình thấy á, các bạn chơi á các bạn sẽ đi theo cái kiểu mà adrenaline tức là các bạn sẽ lên đam tay và các bạn sẽ lên tốc độ ha hoặc là amin các bạn lên nam tay hoặc là các bạn lên máu chẳng hạn cái đó thì mình không không biết ha tùy theo các bạn lên cái gì các bạn lên thì à, con này à, lượng máu của nó lượng máu của nó thấp ha cũng tầm ba trăm mấy thôi uhm, nằm ở mức trung bình nhưng mà con này là đam đam chính nha các bạn tại sao lại nó, nó lại nằm ở mức nó lại nằm ở mức 4 triệu Tại sao nó lại nằm ở mức 4 triệu tại vì nó có thể đi chung với tem mưa và nó có thể solo một mình luôn các bạn. Nó có thể solo một mình nó luôn. À, một cái bộ chiêu thức mà mình nghĩ là các bạn nên học nếu mà mới chơi cái con này đó là chiêu um, chiêu um, Belly room tức là các bạn tăng tất cả các chỉ số nó bằng một một lần, một lần một lần uh, chiêu xài chiêu á thì cái cái chiêu beryllium này nó sẽ làm cho các bạn còn phân nửa máu vật phẩm mang theo sẽ là syrup berry nó sẽ hồi lại khi các bạn bị giảm còn phân nửa máu thì nó sẽ hồi một phần máu lại cho các bạn đấy thì sau đó các bạn đến aqua nhưng mà các bạn phải canh ha phải canh trường hợp nào nên xài và trường hợp nào không nên xài gặp mà nó lấy con điện ra đầu tiên thì các bạn bỏ chạy là vừa hoặc là lấy con độc chẳng hạn thì coi như xong con thép là các bạn cũng coi như xong cho nên là nên né những cái con đó À, Azumarill là một trong những cái con mà mình nghĩ là mình cũng rất là thích chơi ha, Tại vì nó đánh rất là đơn giản, sử dụng Owl thôi chứ chả có gì hết Dẹp con 4 triệu qua một bên Bây giờ chúng ta sẽ đi tới Pokemon có giá trị là 5 triệu Rồi Pokemon có giá trị là 5 triệu đó là Gachomp Đây Pokemon Gachomp có giá trị là 5 triệu Tại sao Pokemon Gachomp có giá trị là 5 triệu Tại vì Pokemon Garchom là một trong những Pokemon vừa tăng vừa đam nha các bạn. Vừa tăng vừa đam. Pokemon này thì sẽ đi theo Nature Soily nếu mà các bạn thích, còn không thì các bạn có thể đi theo Adamant thì tùy ý các bạn. Adamant tức là các bạn tăng tấn công lên ha, tùy ý các bạn hoặc là tăng tốc. À, hoặc là các bạn đi bon chẳng hạn, con này đi như thế nào cũng đẹp luôn ha các bạn. À, thường thì các bạn sẽ sử dụng con này với ability Rough Skin. Round Skin tức là các bạn sẽ nó sẽ bị phản đam khi mà đối thủ đánh các bạn á ờ uh, uh, cái vật phẩm mà con này ra chơm đem theo đó là rocky himmet nó cũng phản đam luôn các bạn rất là khủng khiếp nha các bạn và sau khi cái con ra chơm này ra trận thì thường nó sẽ thả sti rock, chơi ớt quay hoặc là nó sẽ rồng rồng chiêu ra gần đen chẳng hạn chẳng nói chung là những cái chiêu gồng lên chẳng hạn nhưng mà nếu mà đi theo kiểu lợ lợ như vậy thì chắc là mình sẽ gồng những cái chiêu để phòng thủ lên thôi ha và tăng con này lên mức phòng thủ tối đa luôn sau đó các bạn đưa đầu qua cho chúng đánh thôi nhưng mà nó dễ bị bắt bài tại vì là chúng biết là các bạn thừa thừa biết là các bạn sẽ xài rau skin cho nên chúng lấy toàn là những con phép ra thôi và ra phép thì chúng đi gồng cho nên là cái con này nó lợi lợ vậy á à, là rau skin là rocky helmet là phản đam nhưng mà lại có cả chiêu gồng lên đam đánh luôn nó rất là đặc biệt ở chỗ đó ha thì ra chôm là một pokemon gọi là cân bằng và được đánh giá là 5 triệu ha Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với Pokemon có giá trị là 6 triệu à, Pokemon có giá trị 6 triệu chắc chắn nó sẽ khác biệt với Pokemon có giá trị là 5 triệu rồi Pokemon có giá trị là 6 triệu 6 triệu Pokemon có tên là Rotom Rồi Tại sao Rotom có giá trị là 6 triệu Thứ nhất Rotom có ở đặc tính ability là Lavitate La, La, Theo là La, 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 Vita, Nhưng mà đặc tính này là cái gì? Đặc tính này cho phép Pokemon có thể miễn nhiễm với những cái đòn kiểu dạng đất Tức là nó lơ lửng ở trên không Nhưng như, giống như, như con, những con bay thì các bạn xài những cái chiêu hệ dưới đất thì nó chả thấm gì hết Đấy Thì Gachom nó có cái đặc tính này Nó là hệ điện thì rất là sợ đất Mà bây giờ nó lại Nó lại bị miễn nhiễm với đất thì quá là ngon rồi ha các bạn Một cái chiêu thức mà con Rotom này được rất là nhiều bạn sử dụng đó là volt sweep chiêu thức này có tác dụng là khi các bạn chích điện á thì các bạn sẽ đổi con khác luôn bạn không cần đổi con khác mất lượt ha chiêu này cho phép bạn sử dụng hai hiệu ứng tức là vừa tấn công bằng chiêu điện và vừa vừa đổi con khác luôn khá là hay luôn một cái chiêu mà một cái chiêu mà được sử dụng nhiều ở con này có thể là phọt ha tức là xóa tức là xóa so hiệu ứng như các bạn thả styrox hoặc là sẽ thả speaker thì các bạn có thể là đi ấy tức là các bạn sẽ xóa so đi cái hiệu ứng đó rất là hay ở con rô tôm này con rô tôm này các bạn đánh giá là cơ động và mình cũng đánh giá nó là cơ động với các bạn tức là có thể linh hoạt xài hoặc là di chuyển xài hoặc là di chuyển gặp con hệ đất như Gachem, ở chơi ớt quay thì các bạn lấy con này ra và sau đó các bạn xài hero chẳng hạn hoặc có thể là khi mà các bạn đ... bạn lấy con này ra cái nó 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 biết các bạn lấy con này ra nó sẽ xài con khác và các bạn vô sweep đổ con khác luôn thấy rất là hay con này được đánh giá là cơ động và Pokemon Rotom có giá trị là 6 triệu nha các bạn Rồi bây giờ mình sẽ đi qua một cái Pokemon mới Có giá trị 7 triệu Pokedola cho các bạn coi luôn ha Giá trị một con Pokemon có giá trị 7 triệu Pokedola Pokemon đó tên là Kokedun Rồi Pokemon Kokedun Đây tại sao Pokemon Kokedun có giá trị lên tới 7 triệu Pokedola Kokedun là một Pokemon hệ đấu sĩ Và nó là đơn hệ nha các bạn Nó là đơn hệ đấu sĩ Với đặc tính Ability Good cho phép nó bị hiệu ứng bỏng Nó sẽ đánh đam rất cao nếu mà đánh chiêu pha ca các bạn Đánh chiêu hệ thường đánh đam cực kỳ cao với cái chiêu đó mình nghĩ là chắc là nó đấm một hit là coi như là mình chết luôn á đấm một hit mình chết luôn mà thường con này bị khắc chế bởi hệ ma các bạn bởi hệ ma nhưng mà với cái lượng đam bình thường mà nó có là 415 cộng thêm ability good nữa và chơi thêm cái chiêu pha ca nữa thì trời ơi một hit là coi như lên bảng điểm số nha các bạn rồi con này đi theo nature là adamant ha adamant mình nghĩ là con này có cái lượng đam cũng nằm ở mức trên những cái con Pokemon hệ thường Và chắc là dưới những cái con Pokemon huyền thoại Với một cái lượng đam khá là cao như vậy Thì con này được xếp ở vị trí 7 triệu Pokédola là quá hợp lý Rồi dẹp Kukedun qua một bên đi Bây giờ mình đi tới một Pokemon khủng khiếp hơn Đó là Pokemon có giá trị là 8 triệu à, Pokemon có giá trị là 8 triệu Đố các bạn biết Pokemon có giá trị là 8 triệu là con gì Pokemon có giá trị 8 triệu đó là Ferrothorn nha các bạn Pokemon có giá trị 8 triệu đó là Ferrothorn Đâu mất mẹ nó Ferrothorn rồi Đây Ferrothorn có giá trị 8 triệu Tại sao Ferrothorn này có giá trị 8 triệu Ferrothorn vừa có vừa có khả năng đánh và vừa có khả năng gây ức chế phòng thủ cũng cao ha giá trị của nó nằm ở mức 8 triệu. Pokemon này thì uh, sợ nhất là lửa, nhưng mà các bạn sẽ đi theo tim nước ấy các bạn. Đi theo tim nước vì trong mưa ấy nó sẽ nó sẽ những cái chiêu thức hệ lửa bị giảm đam xuống và nó sẽ không sợ bất cứ cái gì khi mà dưới mưa hết. Ha, nó không sợ bất cứ gì dưới mưa hết. Thường á thì uh, mình đi cái con này á nó có một cái đặc tính ability đó là Iron 3 nó cũng sẽ phản đam giống như Rau Skin nếu mà các bạn đeo thêm rocky Helmet nó thì quá hợp lý con này là xong hệ cỏ và thép ha khắc chế những con Pokemon cái hệ tiên rất là cao và với cái uh, hệ hệ cỏ của mình ấy thì đối với những cái con hệ nước cũng chả là cái gì hết ha khi mà gặp một cái con hệ lửa thì dưới mưa nó chẳng làm được gì con này đâu các bạn à, và nếu mà mình đi con này thì chắc là mình sẽ đi theo kiểu lissi block chẳng hạn lissi block hay là gồng lên chẳng hạn thì đó thì một bạn tên là On9can có một con Ferrothorn quá đẹp luôn tức là nó full phòng thủ 31 hai phát luôn hai các bạn 31 phòng thủ 31 31 phép luôn thêm 31 máu nữa con này có giá trị 8 triệu là còn ít chứ mình nghĩ nó mắc hơn nhiều ha rồi ok dẹp qua một bên đi 9 triệu mới là chuyện chuyện lớn này Pokemon 9 triệu Pokemon Dragonite tại sao mình nói con Pokemon này có giá trị 9 triệu nó có cái gì mạnh hơn đầu tiên Pokemon Dragonite là một Pokemon các bạn nhìn thấy là thấy đẹp rồi ha cái bên ngoài nó là thấy đẹp rồi Pokemon này có song hệ là rồng và bay ha rồng và bay nghe rồng là thấy hợp lý rồi à, Pokemon này có ability Mystical là ability ẩn thì nếu mà khi mà có ability này thì khi mà các bạn còn full máu thì đam của bạn rất là cao luôn nha các bạn Đám của bạn rất là cao và uh, mình nghĩ là chắc tại bạn này đi theo cái kiểu uh, tấn công vật lý này ha bạn đi theo cái kiểu tấn công vật lý uh, 24 24 uh, đam với uh, tổng lượng đam là 252 khi mà nâng cấp lên thì lên 396 mình nghĩ nếu mà full 31 chắc nó sẽ lên tới 400 mấy và với cái lượng đam nó chỉ cần bạn có thể sụp hoặc bạn có thể gồng một lần ra gần đen lên bạn đẩy đối thủ vào con đường chết một cái một luôn các bạn Ha, đẩy đối thủ vào con đường chết một cái một luôn ha vừa có ability rất là mạnh rồi vừa gồng được chiêu thức nữa ra gần đen lên nữa tóc của bạn đã cao đam của bạn đã cao xài chiêu thì linh hoạt cả rồng và bay ha con này là một trong những nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất mà mình từng thấy tức là mình đã từng đánh với nó rất là nhiều lần rồi và hầu như là nó nó linh hoạt hơn cả Ferrothorn và Ferrosi luôn các bạn với ability Mystical này thì con này quá đẹp và thậm chí bây giờ các bạn có những cái skin còn đẹp hơn nhiều ha? Những cái skin mùa đông người skin này nọ đồ Khá là đẹp Con này quá chuẩn về mặt bên ngoài Lẫn bên trong luôn các bạn Giá trị của con này là 9 triệu Rồi bây giờ dẹp con này luôn Bây giờ mình nói tới con cuối cùng 10 triệu 10 triệu Chắc chắn là nó sẽ đáng đồng tiền bát gạo nha các bạn 10 triệu Pokemon Đặc biệt Đó là Pokemon Genra Tại sao các bạn gọi Genra là 10 triệu trong khi Pokemon này quá dễ kiếm và quá đơn giản luôn Bắt quá dễ luôn các bạn ha Pokemon Genra 10 triệu Tại sao mình nói là như vậy Đầu tiên BT của Genra sẽ là Curse Body Con này bị cấm ở dạng Mega Cho nên là các bạn sẽ đánh ở dạng Genra bình thường Thì uh, bắt buộc tóc của các bạn phải là 31 thì các bạn mới đánh được Xong, xong hệ độc và ma làm cho con này khá là mạnh trong những cái đoạn slip quay hay là focus blast cũng được con này có thể chơi được những cái đoạn hệ đấu sĩ à, với cái chiêu shadow bond thì nó khủng khiếp nó khủng khiếp luôn nha các bạn cái ability cut body nó cho phép các bạn khóa chiêu của đối thủ khi mà các bạn bị cái chiêu thức nó làm các bạn chết đó à, với cái lượng đam nằm ở trên mức trung bình đó là ba trăm mấy thì con này linh hoạt hơn cái linh hoạt nữa. Với cái hệ ma của nó thì nó có thể miễn nhiễm với hệ thường và hệ đấu sĩ nha các bạn. Con này thì gặp hệ cỏ thì nó diệt trừ bằng hệ độc này. Gặp những cái chiêu những cái con những cái con khác thì nó cũng đánh được ha. Đấu sĩ với lại ma là coi như là, là không làm gì được nó luôn. Và cái con này kể cả việc mà đi BVE luôn nha các bạn. Đi BVE nó cũng rất là mạnh luôn. Rồi ok. Đó là 10 10 con Pokemon có giá trị từ 1 triệu cho tới 10 triệu thì à, theo ý kiến của các bạn thì Pokemon nào xứng đáng với giá trị của nó ha. Và theo ý kiến của các bạn thì Pokemon nào mới xứng đáng cái giá trị 10 triệu hãy comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Rồi chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.